Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo nghiên cứu của các chuyên gia tử vi học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Trong lá số của ngày hôm nay, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 7 tháng 10 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, hôm nay có hung tinh thiên quan chiếu vận, cảnh báo tuổi Tý đi làm nên cẩn thận, hạn chế tối đa tranh cãi, kiện tụng, kẻo người chịu thiệt thòi sẽ là bạn. Ngày làm ăn thất bại, khó phát triển, thay vì tranh giành thì nên an phận thủ thường, hài lòng với công việc hiện tại là đủ. Tháng này có thiên hình hung tinh hoành hành, xuất hiện tiểu nhân quấy phá, khiến các mối quan hệ xã giao của con giáp này không thuận lợi, nhiều lúc còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng một mình. Công việc thường phải một mình càng đáng, sẽ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản. Trong giao tiếp, bạn cần chú trọng đến ngữ điệu, ăn nói có chừng, có mực, đừng để mình vướng vào họa thị phi. Cũng có lúc tình hình được cải thiện nhưng không đáng kể, khối lượng công việc liên tục dồn xuống, trọng trách bản mệnh phải đảm nhiệm cũng cao hơn nên thường xuyên cảm thấy quá tải. Tình hình tài chính không quá khả quan do có họa hao tài đe dọa, do đó bạn cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Đặc biệt, Tý nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình, thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Tý nhắc nhở tuổi này cần đặc biệt chú ý tới phương diện sức khỏe, nhất là phải đề phòng tình huống tai nạn hay sự cố khi di chuyển, giao thông, lao động chân tay, có thể dẫn tới thương tật, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Dần. Chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả tương hại thái tuế và nguyệt lệnh đế vượng nên trạng thái của Dần trong tháng chia làm hai thái cực rõ rệt. Khi thì thuận lợi suôn sẻ bất ngờ, lúc lại gặp gành sóng gió bủa vây, không kịp trở tay. Điều này đòi hỏi bạn không được phép chủ quan bất cứ lúc nào. Khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt, bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi hay chán nản. Nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc giữa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng. Dù vậy vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng mà bạn không thể mãi né tránh. Công việc tiến triển tốt mang tới cho bạn nguồn thu nhập ổn định, song cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt. Tốt nhất là Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chuyện tình cảm trong tháng vẫn chưa đâu vào đâu với người độc thân, bản mệnh ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian gắn bó, trò chuyện, phát hiện đôi bên còn quá khác biệt, tâm lý chán chường, cô đơn. Cuộc sống hôn nhân, các cặp vợ chồng khá là bình ổn. Sức khỏe của người tuổi Dần nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo, nhưng đừng vội chủ quan. Bạn nên duy trì việc luyện tập đều đặn, kết hợp ăn uống khoa học. Ngoài ra muốn cân bằng cuộc sống, bạn nên dành thời gian để bản thân được nghỉ ngơi khi cần. Đường tài lộc nhờ cục diện mộc sinh hỏa nên khá là khởi sắc, đây chính là điểm sáng ở trong ngày. Với những ai làm kinh doanh thì đây là một ngày buôn may bán đắt, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Thìn.
Thương quan mang tin xấu đến đường sự nghiệp của người tuổi Thìn. Bạn dễ chán nản với công việc hiện tại, nhiều người muốn nghỉ việc, cãi tay đôi với cấp trên hoặc bỏ học giữa chừng. Tâm trạng căng thẳng, cuối tuần chỉ muốn ở một góc để tĩnh tâm. Hỏa dưỡng thổ giúp Thìn chiếm được ánh nhìn thiện cảm của những người xung quanh. Cũng may có người tốt bụng, hòa nhã đến hỗ trợ nên con giáp này mới khó khăn đi phần nào. Sống tử tế như Thìn thì khi có khó khăn, ắt sẽ có quý nhân giúp đỡ. Ngày hôm nay cũng không phải là ngày xấu nên bản mệnh kiếm tiền cũng trôi chảy và thuận lợi. Tài lộc thu về kha khá, gặp gỡ người này người kia nên nhìn chung số tiền tích lũy được không đáng kể. Khó có thể kỳ vọng vào khoản tiền này để làm việc lớn được. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Tuất. Xem tử vi hàng ngày thấy sự nghiệp hôm nay không tốt vì lâm thương quan. Con giáp này nên cẩn thận vì thời gian tới dễ mất việc, nghỉ việc đột xuất hoặc là bị chèn ép. Dù có nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh, nhưng cũng may là bản mệnh không phải chịu quá nhiều sức ép từ cấp trên. Cục diện hỏa sinh thổ cho biết Tuất rất chịu khó giao tiếp, làm quen với mọi người xung quanh. Nhiều người sẽ về thăm nhà hoặc hẹn hò với người yêu trong ngày này. Bạn thấu hiểu được mọi người, đây là chìa khóa giúp tuổi Tuất may mắn hơn người khác. Hôm nay, đường tài lộc trong ngày của người tuổi Tuất cũng khá tốt. Bạn tìm được hướng làm ăn mới và mạnh dạn đầu tư, cộng thêm cát khí dồi dào nên dễ dàng thành công ngay trong lần thử đầu tiên, đón nhận thành quả lớn đến không ngờ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Hợi. Ngày 7 tháng 10 mang tới không ít thách thức, khó khăn cho người tuổi Hợi. Hầu hết các phương diện đều có dấu hiệu suy giảm, vận khí ảm đạm nên bạn cũng nhiều phen sứt đầu, mẻ chán. Tháng có nguyệt lệnh lâm đất tử, lại thêm tương xung thái tuế án ngữ. Công việc của tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn trong cách triển khai. Việc hợp tác cũng chưa thật sự suôn sẻ khi đồng nghiệp không thống nhất, cấp trên gây áp lực. Tất cả những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần làm việc của con giáp này. Vận khí xấu nên bản mệnh cũng cần cảnh giác, vận tiểu nhân hãm hại. Thời gian này tốt nhất bạn nên tập trung để cải thiện các mối quan hệ xã giao, sống dĩ hòa vi quý, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân. Tài lộc cũng giảm sút khá mạnh do đại hao tác động, làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Tháng này bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, kẻo người chịu thiệt là chính bạn. Thế nhưng tình cảm xuống dốc vì lâm tương hại cục, tuổi này hay ghen tuông vô cớ khiến nửa kia bức xúc, cả hai lại cãi nhau. Nữ mệnh nên học cách ăn mặc, trang điểm phù hợp với bản thân, không nên để bản thân xuề xòa trong mắt người khác. Thủy khắc hỏa dự báo Hợi có nhiều vấn đề nảy sinh, gặp khó khăn và rắc rối bất ngờ, mất tiền, mất cơ hội làm ăn. Nguyên nhân là do bản mệnh suy nghĩ tùy tiện, hành động sốc nổi và chưa có trách nhiệm với công việc của mình nên khó tránh khỏi sai lầm. Công việc tiến triển tốt hơn những ngày trước nhờ có chính quan nâng đỡ, nhờ khả năng chịu áp lực tốt mà bạn đã vượt qua được nhiều thử thách sắp tới. Nhiều người nhận tin tốt liên quan đến thi cử, xin việc, học hành, lương thưởng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 7 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.